Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 273. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần cười lạnh Dưới vạn chúng chú mục Bên trên vương tòa Hoàng Kim Thiên Lang Vương nãy giờ vẫn không nói câu nào Chậm rãi đứng dậy Việc việc này cứ giao cho Lâm Lâm kiếm kiếm tiên Lâm Bắc Thần xử lý đi Một vương sắc phong Phòng Lâm Bắc Thần làm nhiếp chính vương Cái gì? Năm người hoa bái đàm cổ sử không thể tin nổi Cái gì? Cái gì vừa nổi vậy? Bọn họ cho rằng mình nghe lầm Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa không chạm phải lửa nhảy dựng lên. Âm thanh này, cả cái kiểu cả lăm này nữa là của một cố nhân. Lâm băng thần nghe rõ ràng âm thanh này chính là của bàn hổ. Điều này cũng thật kỳ lạ. Lúc trước mẹ bàn hổ đã nói qua, bọn họ đến từ nước xuất vận. Tại sao bây giờ lại biến thành quốc vương tân nhiệm của thiên lang vương triều? Tuy nhiên tên thật của bàn hổ chính là đao kiếm tiếu. Tiền vương, tiền nhiệm là đao ngô danh. Họ đúng là giống nhỏ dữ đúc không ổn rồi, bệ hạ đang sợ hãi, thần chí không rõ rồi. Hoa bãi phản ứng cực nhanh lớn tiếng nói, có ai không, mau đưa bệ hạ ngồi lại cùng tù dưỡng đi. Mà kệ tân vương phát điên chuyện gì, trước mang về cùng rồi nói sau. Lúc này tuyệt đối không được để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hai vị quyền soái tầm phúc bên cạnh hòa bãi phản ứng cực nhanh, lập tức tiến lên. Hai bên trái phải đưa tay muốn kéo tần thiên lang vương ra khỏi đại điện. Lâm Bắc Thần định ra tay. Oanh! Thiên Lang Vương bị xem là khôi lỗi, đột nhiên chủ động ra tay. Chiều thực rất đơn giản, song lòng xuất hại. song quyền đánh ra hai bên. Chỉ trong nháy mắt sau đó, lực quyền kinh khủng khiến cho bầu không khí bên trong đại điện giống như ngừng kết thành đá, chấn động một cái. Hai đại quyền giói không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng cự lực kinh khủng khó mà hình dung dần dần phóng đại trong tầm mắt, đập thẳng vào mặt, bị đánh bay ngay tại chỗ cơ thể trực tiếp nổ tung trong không trung. Đây là bị quyền kinh khủng bố đánh nát Cập đại vực chủ. Cảm nhận được quyền kinh ba động khủng bố, tất cả mọi người đều chấn động. Sức mạnh hai quyền này ít nhất cũng là đại vực chủ cấp 26 trở lên. Thực lực tân vương mạnh như vậy sao? Hòa Bãi nhướng mày, sau khi chấn kinh, ông ta nhìn về phía nhiếp chính vương đào ngô Sư. "Đây chính là hoàng tử phế vật mà ngươi chọn sao?" Đây chính là tân vương ngu dại Có thể tùy ý xoay chuyển trong lòng bàn tay Mà người nói sao Nếu không phải tận mắt nhìn thấy biểu hiện kinh thái Đến gương mặt vạn vẹo của đào ngô sư Hoa bại còn không cho rằng ông ta Bị lão giả đào ngô sư này lừa gạt Bên trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh Mùi huyết tinh tràn ngập Ai dám động đến bổn vương Lần này năm chữ không hề cả năm chút nào. Năm chữ như năm tiếng sấm Tân Thiên Đăng Vương chậm rãi bước xuống vườn tọa thuần kim. Áo choàng màu đỏ, trái phải phía sau cơ thể khôi gồ vô cùng, giống như bóng tươi chảy xuôi, phát ra khi thế cường đại dọa người. Hắn chậm rãi đưa tay, lột mặt nạ Thiên Đăng thuần kim xuống, lộ ra một gương mặt, một gương mặt thật béo, thật thà. Không phải ban hổ, đào kiếm tiếu thì còn là ai nữa? Không nhìn hoa bãi, không nhìn đám người đang gô sư đang chấn kinh. Ban hổ nhìn Lâm Bắc Thần gương mặt béo mập hiện lên nụ cười. Đối với bản hậu mà nói, sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần còn không phải sự kinh hỉ to lớn sao? Hắn và mẫu thân trở về tình khu tử vi chưa được bao lâu thì rơi vào đấu đá vương quyền, bị giám sát, có mà tiếp xúc với bên ngoài. Trải qua một khoảng thời gian cực khổ, vất vả, thông qua máy kiểm tra, nhận được thiên lang vương tán thành, thừa nhận huyết mạch, nhưng đang cố giành lại băng hà hai người thay đơn lực cù không thể không ẩn nhẫn lần nữa cho dù bị giam trong ngục hoàng thất dưới sự thuyết phục của mẫu thần ban hồ từ đầu đến cuối vẫn không hề bại lộ thực lực trần chính của mình nhưng mẹ con hai người hoàn toàn không biết gì về những chuyện phát sinh bên ngoài bọn họ vốn cho rằng thời gian ẩn nhẫn sẽ rất dài nhưng không ngờ đến hai người bạn thân lâm đại ca ở đại hoang thần giới Đã như kỳ tích xuất hiện trong yên hội hôm nay hơn nữa vị lão đại ca đã từng gào thét tung hoành đại hoang thần giới, cho dù đến thế giới hồng hoang vẫn cường thế đến rối tình rối vụ. Một người nghiên ép mấy trăm cường giả định cấp tình cụ tử vi, không ai dám đối kháng. Ban hồi đau kiếm tiếu, làm sao để chịu ẩn nhẫn nữa? Lúc này hắn thực hiện một quyết định vi phạm ý chí của mẫu thần, trực tiếp triển lộ thân phận trước mặt mọi người, đợi chọn quen biết với Lâm Bắc Thần. Lâm Đại ca, Bàn hồ giang tay đi về phía lâm bắc thần Lúc này hắn không còn là thiên lang tân vương nữa Mà là huynh đệ Một vị huynh đệ sủng bái lâm bắc thần Lâm bắc thần cười ha ha Cũng mở cánh tay ra Huynh đệ trùng phùng một chén rượu Huynh đệ một cái ôm thật chặt Ai có thể nghĩ đến trong tình huống này Hắn lại có thể gặp lại huynh đệ Đã từng sóng vai chiến đấu đồng sinh cộng tử kia chứ Hai người đàn ông ôm nhau cười bắp pha chạm Cảnh tượng này khiến người khác trợn tròn mắt. Hòa bà anh một lần nữa nhìn Diệp Chính Vương đang ngô sư. Còn mẹ nó, rốt cuộc người còn giấu ta bao nhiêu việc đây? Đồng Cô sư nhìn chằm chằm, đau kiếm tiếu. Cuối cùng ông ta cũng ý thức được mình đã bị lừa. Dường như, dường như là bây giờ vô lực hồi thiên rồi. Tần vương đào kiếm tiếu và kiếm tiên đổ đầu đâm bác thần kết hợp lại. Ai có thể ngăn cản được? Quân chỉ còn có một tất vân đào vừa mới quật khởi, còn có phong cuồng vương trung, còn có, còn có nhiều nữa. Sau khi mạch suy nghĩ rõ ràng một chút, hòa bãi và đào cổ sư đã ý thức được đại thế của mình đã mất. Ít nhất trong các lộng yên hội hôm nay, bọn họ đã trở thành vai phụ. Những cường giả đình cấp khác bên trong đại điện cũng sợ đến ngây người. Sau khi kinh ngạc, bọn họ không thể không cảm thán thủ đoạn cao minh tâm cơ cực sâu của kiếm tiên đổ đầu Lâm Bắc Thần. Tên gia hỏa này rõ ràng chỉ là hậu bối mới quật khởi gần đây, nhưng lại có thể bày ra mưu cục sâu như vậy. Hắn tính lúc nào dùng phương thức gì để hòa bãi bất trị bất giác mắc lừa, dần đến vị trí tân vương cho huynh đệ của hắn. Mà kệ nghĩ từ phương diện nào, tất cả đều không có khả năng thực hiện, bây giờ lại trở thành hiện thực. Thắng, kiếm tiên đổ đầu Lâm Bắc Thần thắng rồi hắn đã trở thành người chiến thắng trong các lộc yên hội. Cảnh tượng như vậy đều là bền thắng ăn sạch. Nam nhân này quả nhiên trí tuệ như yêu, thật sự quá đáng sợ. Thu thu lại chỉ vị nhiếp chính vương của Đam Ngô sư. Hôm nay hôm nay, Do Lâm kiếm tiên làm nhiếp chính quản quản lý đại đại cục Thiên Lang Vương triều, đồng thời còn phong phòng Lâm kiếm tiên làm binh mã đại nguyên soái của vương quốc. Các các vị nguyên soái Tất, tất cả hành động đều phải báo cáo với Lâm Kiếm Tiên, nếu như mà làm trái thì 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 bất luận tội. Ban hồ một lần nữa quay về vương tọa thuần kim bản bố ý chỉ. Năm người hoa vãi và đồng cổ sư không khỏi biến sắc, nhưng không cách nào làm trái. Trước đó Tân Vương là khôi lỗi, hiện tại Tân Vương chính là Tân Vương chân chính. Bởi vì hắn đăng cơ được nghị hội thừa nhận, hoàn tất lên ngôi, tất cả chương trình đều hợp pháp có thực lực tuyệt đối ủng hộ. Bây giờ ý chí của hắn chính là ý chí của toàn bộ vương quốc. Ngô vương anh minh, vương thượng thánh minh, bài kiến lầm nhiếp chính. Trong đại điện vang lên âm thanh thảm bái. Chỉ có lâm bác thần nghe thấy mấy âm thanh này đều là cầu vật vương trùng không ngừng biến đổi âm vị, quát hồ lên. Nhưng lại phát hiện chất xúc tác, ngô vương thánh minh. Đám quan viên, nghị viên và nguyên soái đảng kinh hãi vô thức cùng nhau quỷ xuống cất cao giọng tham bái. Bên trong đại điện, mặc kệ phục hay không phục, tất cả đều quỷ xuống. Hòa bái biệt đại thế của mình đã mất. Ngô vương thánh minh. Ông ta quyết định thật nhanh, không do dự, trực tiếp quỷ xuống tham bái. Bởi vì cách đó 10 mét, kiếm tên đầu đầu lâm bắc thần đang dùng ánh mắt, người bao cho ta một lý do phản kháng đi. Nếu không ta đánh chết mẹ người, mà theo dõi ông ta, Hòa bãi cũng tin rằng Chỉ cần một lý do tùy tiện Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ đại khai sát giới Nhưng ông ta không cho Lâm Bắc Thần cơ hội ấy Khi đang ở thế hạ phong Không cần thiết phải cứng rắn Miễn là còn sống thì còn cơ hội xoay mình Dù sao thì ông ta vẫn còn có một chức vị Là quyền đại nghị trưởng Chức vị này quyền cao chức trọng Thuộc về hệ thống nghị hội Không phải thiên lang vương có thể vế hay lập Bên trong tiết cuộc đó vẫn còn không gian để thảo tác. Đồng cổ sư cực kỳ không cam lòng. Ông ta muốn cãi lại vài câu, nhưng khi ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt bản hộ, ông ta không khỏi giật mình. Bên trong ánh mắt của vị chất nhi này nào còn sự ngu dại như trước đó, mà là sự nghiêm túc và bất mãn không chút trẻ giấu, cùng với sự lãnh đạm nhưng đủ khiến ông ta hãi hùng khiếp vía. Bài kiến cổ vương tham kiến lầm nhiếp chính Hai đầu gối của đồng ngộ sư quỷ xuống đất tham bái Đến lúc này Đại cuộc đã định Lâm bác thần đứng bên cạnh phương tọa thuần kim Nhìn không được ngửa mặt phát lên cười Ha 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 Hắn chính là kẻ chiến thắng Người đúng là Dường như vậy có thể đi nhầm sao Ẩn thân có gì đặc biệt hơn người Dân mù đường Người chính là cố ý Sợ ta nhìn thấy chủ nhân của người đang mất mặt Bên ngoài thiên lang điện Cho nên người mới cố ý mang ta đi lung tung một vòng ngay cả cổng hoàng cung cũng không sờ đến được. Bên trong lục liệu sơn trang, trong tiểu viện truyện đan, thiệp được tuyệt sắc không chút lưu tình phan nan. Quang tường rụng tay cục đầu, con người đúng là hiểm ác. Một con chuột đáng yêu như nó mở miệng hỏi thăm đường, lại còn bị người khác cố ý lừa gạt, cố ý chỉ cho nó đi hướng ngược lại. Kết quả đi hơn một canh giờ, cuối cùng mới biết mình bị lừa. Nó mất mặt thì không sao. Kết quả bây giờ con hại tiểu cô nương này càng thêm không tin tưởng chủ nhân. Làm sao, làm sao bây giờ? Quang thương đi theo bên cạnh chủ nhân nhiều năm như vậy. Nhà đầu này chính là tiếp người chủ nhân thích. Nếu chẳng may chủ nhân muốn giao phối với nàng ta, hôm nay chẳng phải nó làm hỏng việc hay sao? Trong lúc quang thương đang định thử lại một lần nữa, bên trong tiền viện chuyển đến tin tức chủ nhân đã trở về. Nhìn đi, hắn nhất định không kiếm được vé, không được vào cho nên mới xám xịt trở về. Thiếu đương tuyệt sắc càng thêm chắc chắn, mở miệng trào phúng. Nếu không các lộng yên hội, nào dễ dàng kết thúc như vậy chứ? Cho dù các đại nhân vật đỉnh cấp đã phân chia thế lực xong, cũng ở tham gia yên hội. Chúc mừng đại thành hiệp nghị. Đêm này không sai không về, chúc mừng đến đêm khuya mới kết thúc chứ. Quảng tường trong đầu đang nghĩ, giống cái kia không biết tốt xấu, không xứng xảo vối với chủ nhân. Đàn đầy đi đi, Thương đức tuyệt sắc lấy ra nằm viên đàn dược có chút hạ hê vừa lúc là ta muốn xem Phòng thái tắt thế mà về Của người nào đó Tiểu đỉnh đi theo đằng sau Trong tay còn cầm một quyển sách ảnh về tình yêu Tỷ, tỷ rất tầm cờ đó nha Cậu bé thấp giọng nói Thương đức tuyệt sắc đầu trụ xuống Dấu hỏi chấm Biểu hiện của tiểu đỉnh giống như yêu quái Ta đã sớm nhìn ra người không phải ngươi Lâm đại ca thất bại Tàn tác ở các lộng yên hội trở về Lúc này tỷ ra ngoài Ngoài mặt là đi xem náo nhiệt Trên thực tế là an ủi hắn chứ gì Thiếu nữ tuyệt sắng Đầu trụ xuống một hàng hát tuyến Tiểu đình vẫn cứ chắc chắn tiếp tục nói sợ theo ghi chép Khi nam nhân tinh thần chấn động kịch liệt Cảm xúc rất dễ dàng muốn tìm chỗ dựa Lúc này tỷ tỷ xuất hiện trước mặt lâm đại ca Từ lúc nhà vắng mà vào Tỷ tỷ chính là cao thủ tình yêu Thiếu nữ tuyệt sắc nói Đó là thứ gì nó không phải thứ gì Cơ mặt của Điều đình hiện lên sự thận trọng Rồi sau đó lại kiêu ngạo nói Mà là một quyển sách Là kim chỉ nam mà đệ đệ của tỷ Đã căn cứ vào kiến thức phong phú của mình biên soạn ra Trước mắt đã hoàn thành chương thứ nhất của bộ thứ nhất Khoảng 500 chữ Về sau để sẽ căn cứ vào kinh nghiệm Mà mình học được Lần lượt hoàn thiện Tin rằng trong tương lai Nó sẽ trở thành quyển sách bán chạy nhất tình cụ tử vi này không, là tinh vực liệt vương Thậm chí toàn bộ thế giới hồng hoang đấy Vì sao để lại xì mê tình yêu tới như thế Thêm đứa tuyệt xác nhận không được trầm trọng Đây chỉ là một đỉnh nhi mà thôi Cũng không thể chân chính làm được cái gì Tiểu đỉnh khép lại quyển sách vẽ trong tay Khát vọng hướng tới Già già đã nói Tình yêu là một trong ba tình cảm chân thật nhất của nhân loại Thậm chí còn vượt qua tình thân và tình hữu nghị là phát động khí của lịch sử, là nhân quả ân oán trăm năm. Ngay cả thần thánh đế hoàng bị hạ trí cao cũng vô pháp thoát khỏi tình yêu trả tấn. Đây chính là sức mạnh thần bí mà vị đại. Để cảm thấy nó giống như đan đảo là truy cầu trí cao vô thượng của sinh mệnh. Cho để hoàn toàn hiểu thấu đáo tình yêu, để có thể trở thành đệ nhất định hồng hoang. Thiếu nữ tuyệt sắc không thể tức giận. Để thích nói cái gì thì cứ nói cái đó đi. Một lát sau đó, hai người đến tiền viện. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở. À, tại sao người lại đến đây? Nhìn thấy thiếu nữ, Lâm Bắc Thần có chút ngoại ý muốn. Đây cũng không phải là muốn tiếp xúc với hắn nhiều hơn sao? Thiếu nữ tuyệt sắc đưa đến Năm viên đan dược, sau đó nhịn không được châm chọc một câu. Nhìn người mặt mày hớn hở, người không biết còn tưởng rằng người trở thành nhiếp chính vương thiên lang vương triều trong các lộc yên hội nữa chứ. Người đã biết rồi à Lâm Bắc Thần là nhịn không được cười ca ca Gió xuân thả sức cho ngựa phi Ngay trọn trường an xem kết hòa Bây giờ đại cuộc đã định rồi Hắn theo lệ thường vung tay Làm trưởng quỹ Sự việc sau đó giao cho vườn trùng Và bàn hộ xử lý Còn hắn thì tranh thủ thời gian về nhà nghỉ ngơi Hôm nay đúng là niềm vui ngoại ý muốn Người nhất định sẽ không nghĩ đến Chuyện gì đã xảy ra Ở cát lộc yên hội <laughs> Ta cũng muốn nhắc lại một lần nữa Bây giờ xuất hiện trước mặt người Chính lệnh đại ca của thiên lang Tân Vương nhiếp chính vương triều đình Lại đại quyền soái để nhất quần bộ Kiếm tiên quân bộ tinh khu tử vi Thế nào Có phải người đã bị chấn kinh rồi hay không hả Lâm Bắc Thần hăng hái nói Kinh nha Thiếu nữ tuyệt sắc cười lạnh Là bị ra mặt dài của người chấn kinh đấy Nói xong Nàng xoay người bỏ đi Lâm Bắc Thần chẳng hiểu gì Chuyện gì xảy ra vậy? Đúng là không hiểu được. Cô nàng này uống lộn thuốc à? Hay là nàng ta đang cố ý dùng phương thức này khiến ta chú ý? Thiếu nữ, trang hệ của người lỗi thời rồi. Tỷ ấy... Tiểu đỉnh ho nhẹ một tiếng. Cảm thấy cậu nên nói một chút gì đó. Dù sao thì trong rất nhiều tiểu thuyết tình yêu, trong quá trình gây dựng tình yêu đều cần một người chắp cánh có năng lực và khôn ngoan để yểm trợ. Cầm mồm. Tiềm đưa tiện sắc dường như ý thức được điều gì Rung mình một cái Đột nhiên kịp phản ứng quay người quá to Nếu để dám ăn nói lung tung Để cô tin ta đánh đệ đến bốc khói nổ lâu không hả Tiểu đình lập tức che miệng của mình Tình yêu quả nhân là một món đồ thần bí Bên trong còn có huyền cơ Ta chưa hiểu thấu đáo sao Tình huống này ta nhất định phải ghi lại Cậu ta vội vàng quay người rời đi Lâm Bắc thần nhìn nam viên đan dược không phải giả, phẩm chất thượng đỉnh. Xem ra hai chị em nhà kia thật sự có chút bản lĩnh đấy. Nếu luyện chế đã phụ thuộc vào hai chị em nhà kia, và diễn của Trần Bỉ Dương đại sư có thể cắt được rồi, không cần ra trận nữa. Lâm Bắc Thần cầm hồi hồn đan đang định tiến vào đông đảo Trần Châu để cứu người. Lúc này, keng, quỷ chát thăng cấp hoàn tất. Bạn có muốn khởi động lại ngay bây giờ không? sau đó của trợ lý điện thoại thông bình vang lên ánh mắt của lâm bắc thần sáng lên quá tốt rồi Vì chat rốt cuộc đã được cập nhật thành công hắn không chút do dự khởi động lại sắp diễn quét thuộc xuất hiện bạn có muốn thêm cười trong danh bạ bạn bè quy chat hay không một cái hộp thoại nhắc nhở nhảy ra à ta làm gì có danh bạ bạn bè chứ lâm bắc thần cảm thấy ngoài ý muốn nhưng vẫn nhấp vào đồng ý Nhảy mắt sau đó một giao diện chưa bao giờ nhìn thấy xuất hiện trên giao diện chat. Một cái danh bạ thật dài. Trong đó có tên và ảnh chân dung của đám người thiến thiến, thiền thiền, sở ngân, thôi hạo, lăng quân huyền, lăng thái hư. Đằng sau còn có một cái nút màu xanh, trên đó viết hai chữ, thêm bạn. Lâm Bắc Thần kẽ giật mình, sau đó cuồng hỉ. Rốt cuộc hắn có thể thêm những người quen này vào danh sách bạn bè của hắn trên chat rồi hắn lập tức kích thêm bạn hết toàn bộ. Sau khi thêm bạn, trong thời gian ngắn cũng không thấy có phản ứng gì. Chẳng lẽ phải chờ đối phương chấp nhận? là Bắc Thần kinh ngạc. Nếu là như vậy, trong tay đối phương có phải cũng có cái điện thoại này không? Trước đó hắn sợ gì có thể liên lạc với kiếm tuyết vô danh. Là bởi vì trong tay đối phương có kỷ lần siêu dẫn thế hệ thứ 8. Lần này điện thoại thẳng cấp, phượng thức giao tiếp gì sẽ hiện ra đây? tâm niệm của Lâm Bắc Thần vừa động, trong danh bàn lại xuất hiện kiếm tuyết vô danh. Rất lâu rồi hắn không có liên lạc với cậu nữ thần, cũng không biết nàng làm ruộng tình lộ lưu yên như thế nào. Tìm kiếm trống, trên màn hình xuất hiện hàng chữ nhắc nhở. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, chuyện gì đã xảy ra thế? Hắn tiếp tục tìm kiếm, nhưng kết quả đều giống như vậy. Thậm chí hắn tìm hết danh bạ cũng không tìm được cái bóng của kiếm tuyết vô danh hỏng rồi. Chẳng lẽ sau khi ứng dụng WeChat chat được nâng cấp, danh bạ trống rỗng, dẫn đến liên lạc với những người trước đó đều mất hết. Lâm Bắc Thần liên tục xác nhận, quả nhiên không tìm được kiếm tuyết vô danh. Điều này khiến cho hắn có chút nhức cả trứng, đột nhiên mất liên lạc. Trong lòng của hắn cảm thấy hụt hẫng mất mát. Khoảng cách giữa hắn và cầu nữ thần giống như bị kéo xa vạn dặm. Đợi thêm một lát, cũng không thấy có người bạn nào chấp nhận lâm bắc thần cũng không chở nữa đi thẳng đến đồng đạo trần châu xuất hiện bên trong lâm phủ vân mộc thành thiếu ra thiên tiến đang vùng chùy bên trong giáo trưởng hậu viện lâm phủ cảm nhận được khí thức của lâm bắc thần nàng lập tức nhảy xuống gương mặt trai sòn hiện lên nụ cười thật tươi gần đến đón ta đến thống quần chinh chiến thế giới hồng hoang sao vừa rồi có phát sinh chuyện kỳ quái gì không lâm bắc thần hỏi thiên tiến cẩn thận suy nghĩ Gần đây tiên tiên tỷ tỷ thích ngủ Đây có được xem là chuyện kỳ quái không? Ta nói là vừa nãy có chuyện gì kỳ quái phát sinh không? Lâm Bắc Thần hỏi lại Không có Thiên Thiên lắc đầu Thực lực của người khôi phục như thế nào rồi? Lâm Bắc Thần nói Sau đó đưa tay kiểm tra Thiên Thiên đắc ý ưỡn ngực Đã khôi phục hoàn toàn Lâm Bắc Thần cảm nhận một lát Còn thiếu một chút Tiếp tục cố gắng đi Đây tu vi hoàn toàn khôi phục rồi khi đó chúng ta sẽ đến thế giới hồng hoang chinh chiến. Người ngoài đến thế giới hồng hoang sẽ bị thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh áp chế, trở nên suy yếu. Phải cần một khoảng thời gian để thích ứng, khi đó mới có thể bắt đầu tu luyện. Cho nên hắn nhất định phải chờ thực lực mọi người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khi đó hắn mới có thể cân nhắc đến việc tiến vào thế giới hồng hoang. Lần này hắn còn nằm viền hồi hồn đan, nhưng vậy có thể cứu được 5 người trong lòng của Lâm Bắc Thần đã sớm có dự định. Hắn muốn cứu chính là thiên tài trúc thuật sư Lý Nhất Điểm, thiên tài thần thuật sư Hàn Lạc Tuyết, thêm đứa trùng nhị ngồi xe lăn viêm ảnh, giả vị ương, và sư phụ của hắn, Lão Đình. Đây đều là nhân tài mà tình cục tử vi đang rất cần. Phủ đại nghị trưởng, hòa bãi ngồi đằng sau bàn, nhàn nhã uống trà. Quan viên nghị viên và nguyên soái hoa lệ đang tề tụ một đường trong đó còn có nhất chính vương bị mất chức hoàn toàn đảo hướng sang hoa hệ nam cổ sử đại thế đã mất trong mặt mọi người đều kinh hoàng ngày xưa phàm là hoa bãi triệu tập cuộc họp trong phố nhất định có khách quý chật nhà người xếp hàng có thể xếp từ đại sảnh đến cửa chính nhưng bây giờ người vẫn còn đứng vào hàng cũ hoa hệ cũng chỉ còn khoảng hai ba chục người không bằng một phần tư của ngày xưa có thể thấy được lòng người đã mất <laughs> Tại sao mọi người đã có biểu hiện như thế chứ? Hòa bãi thất bại tàn tác quay về lễ vô cùng nhàn nhã. Ông ta chậm rãi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi lá trà trên mặt nước. Chuyện trên cát lộc yên hội chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Ta đã có bố trí mới, rất nhanh thế cuộc sẽ nghịch chuyển. Các vị cứ yên tâm. Đại nhân, chuyện này là thật à? Quyền soái hư ảnh quân bộ Tả Vân nhìn không được liền hỏi. Bây giờ thực lực Lâm Bắc Thần vô địch, lại có thiên lang vương tân nhiệm liên thủ, chỉ trong đường ngày ngắn ngủi. Trong đám hào cường tham gia các lộng yên hội, đã có mấy trăm người lựa chọn đứng về phía bọn họ. Ta Văn thật sự nghĩ không ra hoa bãi còn có thủ đoạn gì lật bản nữa. Tất nhiên là thật. Hoa bãi khẽ nhấp một ngụm nước trà, vẻ mặt tươi cười, cực kỳ chắc chắn. Yên tâm đi, ta đã bố trí xong hết thảy. Lâm Bắc Thần sẽ là xương khô trong mộ trong vòng 3 canh giờ Hắn nhất định sẽ phải chết Nếu thật sự có thể giết chết Lâm Bắc Thần Những người còn lại đích thật không đáng lo Tạ Vân không khỏi mừng rỡ <laughs> Không sai Chỉ cần diệt trừ kẻ này nào kiếm tiếp vào phương trung sẽ không đủ phần lượng Không còn Lâm Bắc Thần Cái gọi là kiếm tiên quân bộ bị hủy diệt Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt thôi Có người phụ họa theo Đây đích thật là một tin tức tốt Toàn bộ kiếm tiên quân bộ xét từ tình huống trước mắt hoàn toàn dựa vào tu vi cường hoành của Lâm Bắc Thần chống đỡ. Những người khác như Đạo Kiếm Tiếu, Tật Vân Đào, Vương Trung đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Năm người bên trong đại sảnh vốn đang kinh hoàng, nghe xong lập tức ổn định tinh thần, chẳng khác nào uống một viên thuốc an thần. Đại nhân Ngài có thể nói rõ cho chúng ta biết Vì sao Lâm Bắc Thần sẽ phải chết trong vòng 3 canh giờ hay không? Đồng cô sư không nhịn được liền hỏi thăm Hòa bãi nước mắt nhìn ông ta thản nhiên đáp Đây là bí mật của ta Làm sao người có thể biết được Đồng cô sư lập tức ngây người Hòa bãi nói tiếp ta Hoàng Thúc nên đi tìm hiểu vì sao Nào kiếm thiếu và lâm bắc thần Để xưng huynh gọi để với nhau Nếu hôm nay không phải người này phản bội chúng ta Chúng ta cũng không mất hết đại cục Trong cát lộng yên hội Vì người ta chiếm tiền cờ Đồng cô sư lập tức cảm thấy xấu hổ Chuyện này ông ta cũng trầm bối vẫn không có cách giải thích. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng chỉ có thể quỷ kết cho Lâm Bắc Thần quá mức dạo hoạt. Hòa bãi đặt chén trà xuống. Chứ vì ba canh giờ nữa Lâm Bắc Thần chắc chắn phải chết. Điều mà chúng ta cần làm chính là thừa cơn nổi lên, tiền đánh đục liễu sơn trang vào hoàng cung. Thắng bại chỉ trong một ý niệm thôi. Chúng ta đang chiếm tiền cầu tuyệt đối, giết sạch đám người phản bội chúng ta, đảo hướng Tân Vương và Lâm Bắc Thần từ đó về sau toàn bộ tinh khu tử vi chính là thiên hạ của chúng ta nguyễn tôn đại nhân hiệu lệnh mọi người cùng nhau reo hò hòa bãi lại nhìn về phía đào ngô sư đào thần vương ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng lấy công chuộc tội ngươi hãy đi làm cho ta một việc sau khi chuyện này thành công ta có thể giữ lại đao thị vương tộc của ngươi lập ngươi làm vua ngươi có bằng lòng hay không thật sao đào ngô sư không tin lắm và bãi nói Từ khi nào than nói mà không giữ lời chứ Đồng hồ sư cắn răng nói Đại nhân cứ nói Và bãi mỉm cười Cuối cùng cũng đã đến Hoàng Kim Phi Chu lơ lửng giữa không trung Hoàng Thanh Y đứng ở đầu thuyền Quan sát tinh cầu khổng lồ Thiên lang tinh giới tinh thủ phủ Của tinh khu tử vi Một tinh cầu mỹ lệ Trong tay Hoàng Thanh Y có một tinh thạch Trong đó có ghi lại tất cả tư liệu liên quan đến Lâm Bắc Thần nhiều hình ảnh chiến đấu từ trong chân không đèn đánh bắn ra. Nàng bắt đầu cẩn thận nhìn qua. Dần dần gương mặt của nàng hiện lên sự kinh ngạc. Sức mạnh rất kỳ lạ, có thể địch lại tinh hà cấp 31. Sức mạnh mở rộng trong lòng bàn tay của nàng, chấn tinh thạch hóa thành bột mịn, hình ảnh chợt biến mất. Không hổ danh là huyết mạch thần thánh đế hoàng, có năng lực giết địch vượt cấp. Trưởng thành thật sự quá nhanh, không thể khinh thường. Xem ra phương án cùng với hoa bãi chính là một lựa chọn chính xác. Nàng đưa ra quyết định. Uy áp cường giả cấp tinh hà đột nhiên bộc phát, Từ như khí thức bụi sao, ngưng tụ hư ảnh còn lớn hơn một giới tinh. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên lang tinh phủ. Lúc này tất cả sinh linh bên trong thiên lang giới tinh đều sẽ cảm nhận được uy áp kinh khủng của ngày tận thế. Vô số sinh vật tầng dưới hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được áp lực kinh khủng đó bị kinh hãi đến tìm mặt vỡ vụn, nứt thể mà chết. Gần như tất cả mọi người đều ngừng lại công việc trong tay, hoang sợ nhìn về phía hư không. Chỉ thấy một hư ảnh cự nhân đang hành tẩu giữa tinh hạ, cúi đầu quan sát bên dưới. Hai mắt của nàng giống như mặt trời màu đỏ, tàn ra khí tức hủy diệt vô tận. Bàn tay của nàng chậm rãi nâng lên, giống như chỉ cần nháy mắt sau đó là có thể dễ dàng bóp nát toàn bộ thiên địa kinh khủng, đáng sợ, ngạt thở. Kỳ tức tận thế hủy diệt, cấp tinh hà. Là cường giả cấp tinh hà phóng thích, chiến ý và uy áp. Ôi là trời, còn không phải là cường giả cấp tinh hà hướng đến chúng ta sao? Ở thiên lang giới tinh, còn có người trêu chọc loại quái vật này sao? Vô số người đồng đớp lo sợ, theo bản năng quỷ xuống đất, khẩn cầu cường giả cấp tinh hà thu lại lửa giận của mình. Đối với bất kỳ một sinh linh giới tinh nào mà nói lời dẫn của cương giả cấp tinh hà là tai nạn đáng sợ nhất, bởi vì cương giả cấp tinh hà có năng lực hủy diệt giới tinh lâm bắc thần. âm thanh lạnh lùng từ gió lốc bằng lãnh cuốn sạch mọi thứ, vang vọng mỗi một tấc tiền điện trên thiên lang giới tinh, ra đây chiến một trận cho bổn tọa. hoàng thanh y phát ra khiêu chiến trong hư không vũ trụ. lúc này sinh linh thiên lang giới tinh mới biết được ý đồ của vị cương giả thần bí cấp tinh hạ đến đây. Rất nhiều cương giả cao tầng đều biết Lâm Bắc Thần là ai, nhưng phần lớn người đều không rõ ràng. Trong 30 hơi thở, nếu không xuất hiện, bồn tạ sẽ phá hủy thiên đàng giới tinh, khiến cho ngàn vạn sinh linh trên tinh cầu này chôn cùng với ngươi. Hoàng thành Y thả ra hư ảnh pháp tướng, âm thanh bằng lãnh tàn khốc, giống như thần ma tuyên chiến quanh quẩn trên không trung giới tinh thiên lang. Mời Chín, tám. Mỗi một người đều có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang quét sạch nội tâm bọn họ một cách thật rõ ràng. Lâm Bắc Thần rốt cuộc là tên vương bát đàn nào? Vì sao lại trêu chọc cường giả cấp tinh hạ như thế? Còn ngon thì đừng có làm con ruột đen rút đầu, nhanh ra chịu chết đi. Những người không liên quan đều chửi ầm lên trong lòng. Bên trong hòa phủ, hòa bãi nãy giờ vẫn luôn làm bộ trấn định, tay lắc nhẹ một cái, mừng như điên cuối cùng cũng đã đến Hoa đại nhân Ta không được ngươi chứ Một người mặc hắc bào chậm rãi lên tiếng gương mặt của hắn giấu dưới tâm mũ trùm Đứng bên trong bóng tối Giống như muốn hòa cùng một thể với bóng tối Không biết vị tiền bối cấp tinh hà kia Có thể giết chết được lâm bắc thần hay là không Trong lòng của hoa bãi hồ nghi cuồng hỷ Nhưng vẫn không yên tâm Nghe nói trận doanh lâm bắc thần Cũng có cương giả cấp tinh hà Người đứng trong bóng tối cười nhạo thản nhiên nói Yên tâm đi Cấp tình hà cũng có phân chia giai vị cao thấp Trong tin tức tình báo của chúng ta Trước đó là mắc thần vận dụng cương giả cấp tinh hà trong quá trình là tiểu nhân vật bán tinh hà mà thôi Cấp bậc bán tinh hà mà còn là tiểu nhân vật sao? Khẩu khí thật là lớn Hòa bái vừa người đứng dậy Như vậy thì ta yên tâm rồi Bóng đèn kia lên tiếng Hiện tại thì Lâm Bắc Thần đã ốc không mang nổi bình ốc Người có thể quật khởi Đạt được quyền thế và địa vị Mà người thả thiết ước mơ Sau khi chuyện thành công Người cũng có thể được chúng ta nâng đỡ Ngồi vững vị trí chỉ vườn tinh khu tử vi Cái giá mà người cần trả Chỉ là phối hợp với chúng ta vận chuyển Đám hàng đó ra ngoài là được Hòa bãi cảm thấy tò mò Về cái gọi là hàng hóa kia Nhưng ông ta biết Có một số việc tuyệt đối không thể hỏi nhiều Đối phương vì đóng hàng hóa đó mà không tiếc xuất động cường giả cấp tinh thả. Nó nói lên hàng hóa đó không hề đơn giản. Hòa bãi từ trong đại sảnh bước ra, bàn bố hình lệnh xuống dưới, bắt đầu hành động. Lục liễu sờn trạng. Thiếu đứa tuyệt sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hư ảnh hình người gần như bao trùm thiên không, che đầy toàn bộ bầu trời, tản ra uy áp vô tận, giống như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể bóp nát toàn bộ thiên đàng giới tính. Các bậc cương giả như vậy Đối với đa số người mà nói Đều là nhân vật trong truyền thuyết Vì sao chủ nhân của người Lại trêu chọc loại tồn tại kinh khủng đó chứ Nàng ngạc nhiên quay sang nhìn quang tương Con chuột trắng kêu ngạo Hật cái mặt béo của mình lên Một góc 45 độ Cũng không trả lời Cơ chờ đó Nữ nhân vô trí mà nông cạn Đợi chủ nhân nhà ta ra tay bóp chết Cái người gọi là cương giả cấp tinh hà. Ngươi còn không phải hối hận quỷ xuống khẩn cầu chủ nhân nhà ta xào phối với người sao Tiểu đỉnh cực kỳ cờ trí nói Bình thường mà nói cử lòng sẽ không chú định khiêu khích một con chó đất Tiểu đỉnh tuyệt sắc nhìn cậu Để muốn nói cái gì Tiểu đỉnh đáp Ta dường như sắp chứng kiến một đoạn tình ái vĩ đại bắt đầu Tiểu đỉnh tuyệt sắc im lặng Nàng nhìn quang thương Chủ nhân nhà ngươi đâu Rốt cuộc có được hay không đấy Vì sao hắn không trả lời nếu không được thì bảo hắn chạy đi Trong hoàng cung Đến nhanh thật Vương Trung ngờ đầu nhìn trời Xem ra không lừa được quá lâu Tân Vân Đào đứng sau lưng bản hộ Biểu hiện của hai người ngưng trọng vô cùng Trong thời khắc mấu chốt Lại có thể thi triển pháp tướng Cấp tinh hà sáng xuống Chỉ đích danh khiêu chiến nhiếp chính vương Một thiết vệ hoàng thất Bước nhanh vào báo Bê hạ, bên ngoài hoàng thành Có rất nhiều quân đội tập kết đến Người cầm đầu chính là quyền đại kỳ trưởng Hòa Bái Không ổn rồi Tật vân đảo biến sắc Hòa Bái muốn tạo phản Đào Kim tiếu nói Nhanh nhanh mở cửa ra Lời còn chưa dứt Bên trong âm thanh không khí chấn động Trấn pháp bảo hộ hoàng thành nhanh chóng được mở Đi 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 thanh Ý của đào Kim tiếu là đến cửa thành Vương trùng đã thay hắn nói ra Mọi người biến thành lưu quang nháy mắt đã đến cửa chính hoàng thành chỉ thấy quân đội giáp sĩ màu đen giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới còn có cường giả lăng không bay lượn quang diễm trần khí bắn ra như đom đóm nhanh chóng tuôn về phía hoàng thành âm thanh chấn động thiên địa hoa bãi cưỡi trên đường lưu diễm thôn kim tinh thú chuyên dụng dưới sự, sự chèn trúc của mấy trăm cường giả chậm rãi bước đến giết hoa bãi phất tay giết ngụy vương trù vương trung diệt ngụy vương trù vương trung diệt ngụy vương trù vương trung trong quân trận truyền ra tiếng gầm thét như núi kêu biển gầm cuộc chiến bộc phát trong nháy mắt liệu tình thiên làng trận của hoàng cung nhiều nhất chỉ có thể trèo chống một canh giờ chúng ta nhất định phải chiến thắng trong vòng một canh giờ chiến thần quách quần xuất hiện bây giờ ông đã là đại đô đốc hoàng thành tổng quản ngự lâm thiết vệ cho nên ông là người hiểu rõ sức phòng ngự trong hoàng thành nhất lời còn chưa dứt biển hoang ngoại y muốn xảy ra phong bảo hộ lưu tình thiền làng trận vốn đang bao phủ toàn bộ hoàng cung đột nhiên trở nên nhạt hơn sau đó vỡ vụn biến mất chuyện gì xảy ra vậy có người phá hủy đầu mối then chốt của trận pháp rồi từng tiếng kinh hồ tử sâu trong hoàng thành truyền ra đồng ngộ sư phát trận pháp giết chết trận sư rồi năm người đao kiếm tiếu và tất vần đạo đều biến sắc mặt chết tiệt trong hoàng thất xuất hiện một tên phản đồ. Phong vào hộ thiên trận biến mất, đã đến lúc bước vào cuộc chiến, tiết cục cực kỳ bất lợi đối với hoàng thất. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Anh lửa bên trong hoàng cung hừng hực. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lâm Bắc Thần vẫn chưa thỏa mãn từ đông đảo chân châu trở về. Lập tức lại nhìn thấy hư ảnh trên bầu trời. Cấp tinh hà nhằm vào hắn mà đến. Đại soái, người này chỉ sợ là cấp tinh hà uy tín lâu năm ngài không thể tùy tiện xuất chiến tướng quân hộ vệ thủy lưu quang hiện thân thuật lại tiếng căn hậu quả cập tình hạ uy tín lâu năm lâm bắc thần ngờ bạt lên trời lộ ra phải kích động từ kỳ hóa khí quyết tầng thứ hai đại thành đến nay thực lực của hắn đạt đến trình độ gì hắn vẫn chưa có vật nào đủ tư cách để thảm chiếu bây giờ chẳng phải là cơ hội đưa đến cửa sao bảo vệ cẩn thận sơn trang Lâm Bắc Thần nói, ta đi gặp vị tiền bối cấp tinh hà đó đã. Thân hình của hắn khẽ động, một đường kiếm khí màu bạc phóng lên trời, chém rách cả thương khung. Lạt kê, xa xa người đến đây. Âm thanh ngang ngược, can trở, đường theo kiếm quang bay thẳng ra ngoài tinh không, là Lâm Đại Thiếu cấp lĩnh chủ, hắn đã có tư chất trình chiến vũ trụ. Hoàng Thanh Y không đồn đóng ra tay. Nàng đứng bên trên hoàng kim phì trụ, cẩn thận dò xét thiếu điện trước mắt. Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng quả nhiên là dùng nhì được tạo hóa yêu quý, có bề ngoài hoàn mỹ. Đây mới là con bồi thú vị. Nàng mỉm cười giống như chọn được con bồi hay món hàng mà mình ưng ý. Dùng thái độ bề trên bố thí nói. Tiểu Âu ra hỏa, ta cho người một cơ hội để thể hiện, màu thúc thú chịu trói đi. Phía đối diện, hôn độn quyền nguyên khí màu bạc phun trào toàn thân Lâm Bắc Thần, giống như hỏa diễm tạo ra một lĩnh vực nhỏ của mình, đồng thời đánh cường giá cường giả cấp tinh hà đột nhiên xuất hiện kia. Ấn tượng đầu tiên đây là một nữ nhân có ngoại hình vô cùng xuất sắc. Thân hình của nàng cao hơn so với nữ nhân bình thường. Mái tóc dài vàng óng mang theo gợn sóng rũ xuống sau lưng. Dưới ánh sáng của hoàng kim phì chủ chiếu rọi, nó giống như ngọn lửa màu vàng nhảy nhót, khiến cho da thịt trắng nõn của nàng ta như phát ra ánh sáng chói mắt. Tỷ lệ ngũ quan của người này cực kỳ hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng. Giáp trụ hoàng kim trên người là loại giáp trụ được may một cách tinh xảo dành cho nữ, che kín những vị trí tư mật như bộ ngực cao ngất và cặp mông sùng mãn, nhưng lại để lộ vòng eo trắng như tuyết cùng hai chân thon dài. Đôi giày chiến bằng vàng bao lấy hai chân, mặt cả chân là một phần hai bắp chân, tạo thành thông khí hoàng kim như có như không, bảo vệ một cách tuyệt đối đây là một mỹ nhân. Một người bất luận thân hình, màu da hay là mái tóc. Những đặc điểm này đều tương tự với mỹ nhân phương Tây tóc vàng mắt xanh da trắng trên trái đất. Nhưng Lâm Bắc Thần xưa này không có thái độ tốt đối với loại người này. Vừa nhìn thấy cũng chỉ muốn đánh cho nàng ta một trận. Mắt của nàng ta dường như không có con người. Toàn bộ con người chỉ là một màu đen như mực, trông rất quỷ dị. Quan trọng nhất chính là trong khoảnh khắc Lâm Bắc Thần nhìn thấy nữ nhân này Việc dịch toàn thần dung như bị một loại Sức mạnh nào đó ràng buộc dẫn dắt Vô hình sinh ra sát ý Ngay cả hắn cũng không khống chế được Dung như là gặp phải Thiên địch vậy Ngươi là ai Lâm Bắc Thần cố gắng cưỡng chế sát ý trong lòng Vì sao ngươi lại đến đây khiêu chiến ta Mà không có bất cứ một lý do nào Tiểu gia hỏa Người giết người phụ trách tình khu tử vi tộc ta Người lại không đoán được ta là ai sao Từ thái của Hoàng thánh Y cực cao Nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn Một con kiến hôi Giọng điệu mỉa mai Chẳng lẽ trước khi Lâm Tâm Thành chết Không nói cho người biết Là địch với thánh tộc ta Lên trời không đường Xuống đất không cửa Chắc chắn sẽ đứng trước sự đuổi giết Vô cùng vô tận sao Hoàng cổ tộc Trong lòng quân Lâm Bắc Thần hơi động Nếu người đã biết thánh tộc Còn không lập tức thúc thủ chịu trói đi khi tức của Hoàng Thánh Y bước đến, cường thế không thể nghi ngờ. Quỳ xuống, nếu không người sẽ chết. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Một sự chán ghét căm hận như là ngọn lửa vô danh sôi trào trong lòng hắn. Ngoặc ngoặc ngón tay, Lâm Bắc Thần ngả ngớn. Nào, để bốn tiêm ra nhìn xem đám phản bội các người, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Sầu kiến, hắn người không biết lượng sức đối địch với thánh tộc. Trên gương mặt trắng nõn của Hoàng Thánh Y hiện lên sự tức giận, giống như bị mạo phạm. "Bọn ta không có quá nhiều thời gian lãng phí trên người của ngươi. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng vô tri của mình." Lời còn chưa dứt, vô số hạt giống giống như điểm sáng màu vàng óng từ đầu ngón tay của nàng bay ra, rơi vào chân không. Những hạt giống này trong nháy mắt kéo ra, sợi tơ rồi nảy mập. Chỉ trong vài lần hô hấp, mấy chục tinh đằng màu vàng mọc ra chẳng khác nào những con mãng xà cuốn tới lâm bắc thần vây hắn ở chính giữa nhất có những sợi tinh đằng mang theo phiến lá có trăng cường màu vàng có những sợi tinh đằng có gai nhọn giống như vật sống có ý thức lóe lên kim quang sáng chói vạch ra một quỹ tích huyền diệu Không mà bắt giữ trong hư không lan tràn về phía lâm bắc thần giống như những con mãng xà hung ác đang đi săn vội ánh mắt của lâm bắc thần ngưng lại huyệt mạch thứ mười tám thực vật đạo Lúc trước hắn đã có kinh nghiệm giao thủ với cường giả thực vận đạo Cũng không cần hoảng hốt Hắn dậm chân ngay tại chỗ Ngàn vạn kiếm khí giống như kiếm nhận Gào thét bốn phường tám hướng Trước khi kiểm tra mức độ dẻo dai Của những sợi tinh đẳng này Họa tinh như pháo bồng bắn tùng tóe Âm thanh giao kích của kim loại Dài đặc vang lên Dương thủy tấm chắn bị bằng rũ Quét lạnh ánh ngang Sao chứ Lâm Bắc Thần biến sắc mặt chỉ thấy từng luồng kiếm khí bắn vào dây leo và lá, không những không chặt đứt được chúng, thậm chí còn không khiến trò chúng đó chấn động biến hình, ngược lại còn nhanh chóng vỡ nát. Kiếm khí có thể biểu sát đại lĩnh chủ đỉnh phong trong nháy mắt, nhưng ngay cả một viên lá nhỏ cũng không chém đứt được, quá cứng. Hắn biết tù vì chân khí của mình không đủ chống đỡ với cấp tinh hà, nhưng kiếm khí mạnh nhất của hắn, ngay cả một chiếc lá cũng không chém đứt được. Còn mẹ nó, đúng là không hợp thói thường mà đây chính là sự chênh lệch con kiến hồi hèn mọn tiếp nhận vận mệnh của mình đi cương mặt tuyệt mỹ của hoàng thánh y lộ ra sự mỉa mai quạt lên một tiếng trên tinh đằng trói rất nhiều dây leo màu vàng quấn quanh đến vô cùng vô tận bao phủ lên lâm bắc Thận dây leo thì những con rắn màu vàng cuốn lấy tứ chi của lâm bắc Thận gài ngược đâm xuyên qua áo trắng của hắn Giang cơ trên phiến đá bao trùm tầng ngoài cơ thể của hắn, giống như một lớp áo giáp ngoài phủ kín hắn, đồng thời cũng che đậy ánh mắt, lỗ mũi và lỗ tai của hắn. Kết thúc rồi. Thái độ của Hoàng Thánh Y giống như đã sớm biết. Nàng ta thản nhiên nói, có lẽ khi ngươi trưởng thành, ngươi sẽ trở thành vô địch, nhưng ta sẽ không cho ngươi thời gian và cơ hội. Những người như ngươi đã chú định trở thành. À hả? Giữa hai hàng lông mạch của nàng ta hiện lên sự kinh ngạc rác rác băng 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 là tiếng của dây lèo bị đứt năng lượng chấn động dẫn phát hiệu ứng âm thanh tương tự trong không khí nằm ngón tay thon dài trắng nõn đột nhiên xuất hiện bên trong đống dây leo màu vàng sau đó là bàn tay thứ hai mượn ngón tay nắm lấy sợi dây lèo to nhất sau đó đẩy ra ngoài dây leo cứng như là thiên tiết bị đứt gãy thành từng đoạn vỡ nát cành lá tung bay lởm bạc thần thoát ra ngoài quá yếu rồi Đăng thuật thực vật đạo của người yếu đến đáng thương Bộ áo bào trắng của hắn bị hủy hết Nhưng mà da thịt trần trụi bên ngoài lại rất cứng cáp Giống như là một tạo hình hoàn mỹ Toàn thân trên dưới không hề có một vết ngấn nào Càng không nói đến vết thương Trên gương mặt tuấn mỹ đầy vết sự thất vọng Ta còn tưởng rằng thủ đoạn của cường giả cấp tinh hà Sẽ có bao nhiêu đáng sợ Không nghĩ đến ngay cả phòng cử của ta cũng không phá được Chẳng khác nào gãi ngứa không đúng chỗ Không đáng gì cả Còn người của Hoàng Thánh Y Đột nhiên co lại Cái ngực và phiến lá có cảnh sắc Của thiên tinh đẳng Cho dù đối mặt với cấp tinh hà thánh thể đạo cấp 31 Cũng đủ phá rách già thịt Và huyết nhục Hơn nữa một khi đối thủ Bị thiên tinh đẳng quấn quanh Càng dãy dụ lại càng không thoát Giống như con thú trong lòng mặc người ta muốn làm gì thì làm Nhục thể của ngươi Hoàng Thanh Y như có điều ngộ ra nhưng vẫn không thể hiểu được. Người đã dùng toàn bộ thuộc tính ẩn chứa bên trong huyết mạch thần thánh thế hoặc để cường hóa nhục thân sao? Lâm băng Thần dễ dàng kéo đứt toàn bộ sợi dây. Phải thì thế nào? Mái tóc đen dài giống như thác nước chảy xuống eo. Cặp mông cơ thể tráng kiện giống như kiệt tác của tạo vật. Hắn đạp trên sợi dây theo màu vàng bị đứt gãy, chậm rãi hoạt động cơ thể. Cơ bắp hở ra, màn lực bộc phát. Hắn ngờ mặt lên trời cười to, tiếp tục đi. cương giả cấp tinh hà cổ hoàng cổ tộc đến đây đi, thiểu đốt sức mạnh mạnh nhất của ngươi đi. Mang đến một chút áp lực cho ta, một chút đấu trí cho ta. Đừng có mềm yếu không chịu nổi như vậy. Thật sự kiên tàm mật hứng quá. Hắn đấm ra một quyền. Quyền kinh kinh khủng tạo thành ba động mắt trần có thể thấy được trong chân không. Tự nhiên là một thanh kiếm dài ngàn mét. Thân hình của Hoàng Thánh Y vỡ vụn, biến thành vô số tinh điểm màu vàng cuồng vũ cương giả cấp tinh hà đương nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thân hình của Hoàng Thanh Y rất nhanh một lần nữa xuất hiện cách đó trăm thước, nàng vừa chấn kinh vừa phẫn nộ. Bị đánh nát chẳng qua chỉ là thiên tinh đăng thế thân của nàng. Tuy nhiên cách mà Lâm Bắc Thần phá hủy tuyệt kìm thiên tinh đăng cùng với lời nói và nụ cười phách lối của hắn đã thật sự chọc giận vị cương giả cấp tinh hà cao cao tại thượng của hoàng cổ thần tộc này. Bí thuật tinh thần chi tiển Ánh mắt của nàng ta trở nên lạnh khốc, lại phung tay lịch. Một thảm thực vật màu xanh từ giữa ngón tay trắng như tuyết của nàng bắn ra. Dưới sự dẫn đạo của ý chí và chân khí, nó giống như bụi sao trời dày đặc, chẳng khác nào vật sống tập trung về phía Lâm Bắc Thần. Không thèm để ý đến phòng ngự chân khí của hắn, trực tiếp bám vào da thịt của hắn, sinh chi lực. Nương theo tiến quát của Hoàng Thánh Y, bụi sao chi tiền nhanh chóng sinh trưởng lịch. Cái lá to như cái quạt hương bồ Có thể làm nứt cả một khối bùn Chỗ non có thể lật cả một tảng đá lớn Sức mạnh sinh trưởng của thực vật Vĩnh viễn vượt quá sự tưởng tượng của con người Đám bụi sao như rêu xanh Nhanh chóng lan tràn Sinh trưởng trên da thịt của lâm bắc thần Muốn cắm rễ dưới đớp da thịt Muốn tiến vào huyết nhục của hắn Đồng thời thuận theo da thịt Bắt đầu lan ra Đây là thuật thực vật Còn đáng sợ và âm độc hơn cả thiên tinh đẳng một khi bị tinh trần dài tiến vào sinh trưởng trong cơ thể sinh tử của lâm bắc thần sẽ nằm trong sự khống chế của hoàng thánh y thậm chí ngay cả nhục thần cũng nằm dưới sự khống chế của nàng ta chẳng khác nào khổ lỗi cấp thuận này có thể giết chết cường giả cấp tinh hạ nhưng đối với lâm bắc thần mà nói nó không hề có tác dụng sắc của hắn rất cứng cho dù thần binh tiền thiết cũng có mà đả thương được hắn Tinh chân đai tiễn vất kể là sinh trưởng cắm rễ như thế nào cũng chỉ nằm bên ngoài lớp da hoàn toàn không cách nào đâm rách làn da của hắn chứ đừng nói chỉ đến việc cắm rễ hút năng lượng huyết nhục <laughs> toàn thân của lâm bắc thần chấn động nữ nhân người quá yếu quá yếu còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều vẫn không phải để ta hưng phấn xì đeo xanh bầu sẫm giống như một đống bùn khô cạn tràn nứt tróc ra trong mắt của Hoàng Thánh Y hiện lên sự chấn kinh. Tinh chân đai tiền này cũng vẫn không cách nào phá phòng được. Tên gia hoàn này rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào? Lại cường hóa nhục thân của mình đến trình độ như vậy? Tất cả năng lượng huyết mạch đều dùng để cường hóa nhục thân hay sao? Không khỏi quá não tan đi. Thời cách phản kích đã đến. Trong lúc năm đấm của lâm đại thiếu huy động, quyền kinh chấn động trần không. Lực quyền mắt trần có thể thấy được kiếm khí trong suốt trong nháy mắt xé rách không gian mấy ngàn mét loại sức mạnh này phá vỡ bức tường âm thanh đạt đến vận tốc gấp 5 lần vận tốc âm thanh vẫn có phản ứng của rất nhiều người hoàng thanh y nhanh chóng dì hình hoán vị lập lại chiều cũ dùng thiên tinh thằng để thế thân Trần thần trong nháy mắt xuất hiện bên một vị trí thiên tinh thằng khác màn lực mà thôi người thắng không được Bên trong ánh mắt của nàng lưu chuyển sát ý Âm u và lạnh lẽo Lời còn chưa dứt Dị biến đột nhiên xuất hiện Giáp trụ hoàng kim vai trái phát ra Âm thanh dọn vàng rất nhỏ Chợt một miếng lót vai giống như bị lưỡi rào chặt đứt Vệt cắt bóng loáng như gương Giống như bị thần linh Thần bình chặt đứt Một dòng máu đỏ tươi xuất hiện Trên bờ vai trắng nõn Trên gương mặt của hoàng thanh y Lộ ra vẻ khiếp sợ cực hạn Nàng đã bị thương rồi Đổ máu rồi sự phân độ to lớn phun trào trong lòng hoàng thanh y đây là sự thật mà nàng không cách nào tiếp thu được nàng cương giả cấp tinh hà cao cao tại thượng chiến sĩ vĩ đại của thánh tộc nữ thần quan sát sâu kiến giữa tinh hà liên tục hai lần thi triển bí thuật nhưng cũng không đạt được hiệu quả ngược lại còn bị tổn thương trong tay một con mồi hen mọn không thể tha thứ đây là người bức ta con mắt không có con người của hoàng thánh y đột nhiên trở nên giống như vực sâu màu xanh sẫm cấm thuật thí hoàng ma tinh đăng sức mạnh cấm kỵ thần bí mà cổ lão đang cuộn trào Màu từ trên vai của nàng cũng thay đổi thành màu xanh sẫm quỷ quyệt thuận theo ra thịt trắng như tuyết chảy xuôi uốn lượn theo quỷ tích giống như một loại tế văn thượng cổ nào đó có cái giống như bụi kim nhỏ nhô lên phun trào trong đám tế văn hình ảnh này khiến cho người ta phải sợ hãi nháy mắt sau đó vô số dây leo sành sẫm to bằng ngón tay, tựa như dây leo đến từ hủy diệt chỉ giới, điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chân không mấy vạn dặm. Bọn chúng xuyên thẳng qua như điện, lưu lại từng luồng thiểm điện bảo sành sẫm trong hư không. Trong nháy mắt phá vỡ hết thảy phòng ngự, một lần được quấn quanh trên người Lâm Bắc Thần. So với thiên tình đẳng, đám dây leo màu xanh sẫm này cứng cáp hơn. Gai sắc bên trên mang theo kịch độc, có thể giết chết hoàng giả là Bắc Thần hơi biến sắc Hắn cảm nhận được sự tê dại Độc trên dây đeo quỷ Đang mềm hóa da của hắn Từng gai sắc rốt cuộc Cũng đã đâm xuyên qua tầng ngoài của làn da Bắt đầu đâm vào huyết nhục bên trong Độc tố tê liệt bắt đầu lan tràn Gai sắc vô cùng vô tận Giống như cổ trùng mắt thường không thể thấy Điên cuồng chui vào chỗ sâu trong huyết nhục Ban đầu ta không định thi triển cấm thuật này dù ra tác dụng phụ của nó đối với ta rất lớn, đồng thời cũng tổn thương tiêu bản hoan mỹ ngươi, không cách nào khiến cho ngươi ở vào trạng thái thí nghiệm hoàn chỉnh được. Nhưng đây chính là cái giá của phản kháng. Lời bác thần, thời đại thuộc về huyết mạch thần thánh đế hoàng đã kết thúc, ngay cả bản thân thần thánh đế hoàng cũng ốc không bằng nổi bình ốc. Đám người có huyết mạch như người chỉ dưỡng trở thành chất dinh dưỡng cho thánh tộc thôi. gương mặt tuyệt mỹ của Thánh Hoàng Y dường như lúc này bò đầy hoa văn màu xanh sẫm. Thi hoàng ma tinh đằng là một loại thực vật cực kỳ đáng sợ ở sâu bên trong vũ trụ, là hồng hoang dị chủng hiếm thấy. Phương thức tu luyện thực vật đạo chính là không ngừng thu thập các loại thực vật hiếm thấy, tiến hành bồi dưỡng và luyện hóa, biến chúng trở thành khôi giáp và vũ khí của mình. Lúc trước ta vì đạt được quỷ đăng này mà bỏ ra cái giá rất lớn, mượn nhờ sức mạnh thánh tộc suốt cuộc mới tọa nguyện đây là thực vật bản mệnh của nàng đã sớm hòa quyện cùng một thể với nàng dùng huyết nhục và linh hồn của nàng để tế tự nuôi nấng cho đến bây giờ quỷ đăng vẫn còn chưa hoàn thiện cho nên mỗi lần thi triển đều có tác dụng phụ rất lớn lúc này dưới sức mạnh kích thích của quỷ đăng da thịt của hoàng thánh y biến thành màu đen dữ tợn mỹ mạo mê người đã hoàn toàn bị phá hư da thịt của nàng ở khắp nơi đều mọc ra lá và gai sắc màu xanh sẫm. Càng người nhìn qua giống hệt như quỷ là sát đáng sợ, bò ra từ địa ngục hoàn giới. Thật sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười. À ha ha ha, ta cũng không muốn thể hiện thực lực chân chính của mình, dù sao cũng rất phí quần áo. Theo tiếng cười trào phúng, băng lãnh của Lâm Đại Thiếu cơ bắp toàn thân của hắn điên cuồng nở ra. Nếu nói trước đó, được công thân hình của hắn ẩn chứa sự hoàn mỹ. Lúc này bắp thịt của Lâm Bắc Thần giống như dãy núi mở ra nhanh chóng bành trướng tùy theo cơ thể của hắn mà không ngừng biến lớn một mét hai mét năm mét sáu mét cuối cùng biến thành cự nhân cao hai mươi mét cự đại hóa đây chính là tác dụng phụ sau khi khóa khí quyết tầng thứ hai đại viên mãn xa thịt cũng từ màu trắng bạch ngọc thành màu vàng nhạt của kim loại giống như giáp trụ phan xạ quần sáng bằng lãnh chỉ trong nháy mắt hắn đã biến thành bộ tên bạo chúa cờ bắp khi huyết màu đỏ tươi mắt trần có thể thấy được Giống như hàng tinh khuếch tán Quang dẫn màu đỏ chẳng khác nào áo quác choàng Của thần vương vô địch Giống vương biển của chiến hoàng Khiến cả người lâm bắc thần tản ra khí chất đồ thần diệt ma Sức mạnh cơ bắp cường đại Không cách nào khống chế phóng ra Dẫn đến trần không xung quanh cơ thể Giống như đã bị bóp méo Thân hình trở nên mơ hồ không ngừng Lại như ma thần diệt thế Từ trong hủy diệt bước ra Trong nháy mắt cơ bắp của hắn cứng như tiên thiết thần kim. Năm quỷ đang vốn đang thâm vào da thịt của hắn, từng chút một bị ép ra, chất thành thịt nát. Cũng không cách nào tạo thành bất kỳ thương thế nào cho hắn. Cái gì? gương mặt kiêu diễm và kiều ngạo của Hoàng Thanh Y, rốt cuộc cũng hiện lên sự bất an. Quỷ đang truyền đến tiếng kêu rền thống khổ. năng theo bản năng muốn kéo dài một khoảng cách. Nhưng vào lúc này, hai bàn tay to lớn của Lâm Bắc Thần kéo một cái, kéo với trăm quỷ đăng màu xanh sẫm trước ngực đi sức mạnh kinh khủng thuận theo quỷ đăng banh trướng ra thân hình của hoàng thánh y mật khống chế bị kéo về phía lâm bắc thần lâm bắc thần không ngừng kéo hoàng thánh y về phía mình vừa kéo vừa cười to đến đây đi ha 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 phản kháng đi giãy giụa đi kêu rên đi cái tên hèn mọn người đấy yêu ớt vô cùng cấp tình hạ nho nhỏ không biết sống chết là gì hoàng thanh y giãy giụa kịch liệt nhưng quỷ thằng có sức mạnh truyền đến, khiến cho nàng rãy rụa giống như là kiến càng lay cây. Quỷ thằng từ trong cơ thể của nàng mọc ra, là thực vật bản mệnh của nàng, nhật thời nàng cũng vô pháp tách rời. Khoảng cách từng chút một bị rút ngắn, cảm giác khủng hoảng giống như có thần sơn ập đến, bí thuật thiên tinh đăng, bí thuật liệt dương hoa, bí thuật bộ tinh thảo. Hoảng quá, Hoàng Thanh Y liên tục thi triển bí thuật, từng hạt giống thực vật cực kỳ hiếm trong sâu không trung được nàng ném ra ngoài, biến thành những thực vật kinh khủng khác biệt nhau, không ngừng quét sạch về phía Lâm Bắc Thần. Nhưng trạng thái của Lâm Bắc Thần lại toát ra khí cơ thật sự đáng sợ. Thiên tinh đằng vốn không thể đến gần đã bị sức mạnh thuần túy lan tràn chấn vỡ. Liệt Dương Hoa phun ra tinh thần chi viêm, thậm chí còn không đốt cháy được một cọng lông của Lâm Bắc Thần bộ tình thảo biến thành cái miệng cắn xé người hắn nhưng nhánh cỏ cây cỏ và răng cưa đều vỡ nát lúc này lâm bắc thần giống như thần ma từ bên trong hủy diệt bước ra toàn thân tản ra sức mạnh vô địch khi bộc phát cả người của hắn đều ở trong trạng thái phấn khởi tuyệt đối thần thạnh điên cuồng không ngừng kéo đằng quỷ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với hoàng thanh y tại sao lại như vậy chứ hoàng thanh y bắt đầu luống cuống sợ hãi giống như thủy triều đánh tới bao phủ nàng ta khiến cho nàng ta ngạt thở chứng kiến quyền kinh kinh khủng của lâm bắc thần nàng biết rất rõ một khi bị cẩn thân Người đón nàng sẽ là đả kích đến cỡ nào từng đoạn đằng quỷ bị nàng bỏ qua tróc ra khỏi cơ thể nàng việc thủy bầu sành sẫm bắn ra từ trong đỗ máu nhưng đã không còn kịp nữa nàng vẫn bị kéo đi nhỏ yếu như người rồi cuộc lấy dũng khí từ nơi nào đến khiêu khích thiền lang tinh chứ. Lâm bác thần đưa tay giữ lấy đầu của Hoàng Thánh Y, như cự nhân bóp chặt một con chim tước. Cái đầu màu xanh sẫm bị bóp nát, huyệt thủy bắn tung tóe, bí thuật tái sinh giá tiếp. Thân hình của Hoàng Thánh Y nổ tung, biến thành một trùng huyết vụ màu xanh sẫm có tính ăn mòn. Đối với cường giả võ đạo mà nói, huyết vụ này cực kỳ chí mạng, không cẩn thận sẽ bị ăn mòn trọng thương nhưng Lâm Bắc Thần chỉ há miệng thổi một cái. Khi liều hình thành gió lốc thổi tan huyết vụ, cho dù có một chút rơi vào da cũng không để lại chút vết tích nào. Lâm Bắc Thần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thân hình của Hoàng Thánh Y tái sinh lại cách đó trăm thước, giống như một mảnh ghép thực vật. Bổn tọa sẽ còn trở lại. Cơn mặt của nàng tràn ngập oán độc, cắn răng nghiến lợi nói: "Còn một vị thánh tộc ta để mắt đến, không một ai có thể đào thoát được." Chờ ta trở về Đó chính là ngày tận thế của ngươi Lâm Bắc Thần đáp lại bằng một quyền Quyền kinh kinh khủng giống như kiếm khí vô hình Trong nháy mắt cắt đứt vạn mét chân không Lâm Bắc Thần rơi trạng thái to lớn hóa Sức mạnh nhục thần đâu chỉ tăng gấp 10 lần Trong lúc vất tay Khi lực kinh khủng bộc phát Giống như một quyền có thể đánh nát sao trời Cho dù chỉ là một động tác tùy tiện Cũng tạo thành chấn động Đủ để trọng thường đại vực chủ quyền nhanh như điện thân hình của hoàng thánh y đã lùi vào bên trong hoàng kim chi chu nhưng nháy mắt sau đó hoàng kim chi chu bị chia năm xẻ bảy hoa thành kìm vấn bí thuật giá tiếp hoàng thánh y chật vật phản phần một lần nữa thi triển bí thuật thân hình bị đánh nổ giữa trời biến thành huyết vũ bảy tán đoạn nhục thân một lần nữa tụ lại toàn thân máu thịt bẻ bét bí thuật lưu quang oàn đậu nàng lấy ra một hạt đầu hà hạ lan dùng bí thuật thôi động mang theo cơ thể tan phế của mình biến thành một luồng ánh sáng mơ hồ cuối cùng biến mất chỗ sâu trong tinh không lâm băng thần cũng không đuổi theo sau khi cự đại hóa hắn mạnh ở phòng ngự và sức mạnh cường đại cũng không phải tốc độ nhất là trong hoàn cảnh trần không như thế này nếu bàn phải tốc độ hắn khó mà địch nổi cấp tinh hạ trần chính đuổi cũng đuổi không kịp mục đích của trận đại chiến này đã đạt được. Lâm Bắc Thần cũng biết cấp độ thực lực chân chính của mình. Đối đầu với tinh hà cấp 33 trở xuống, có thắng không bại. Đương nhiên ngoại trừ trong tay đối thủ có binh khí luyện kim cao cấp. Nếu đối đầu cấp tinh hà 33 đến 35, có thể bảo mệnh, cưỡng ép một đổi một cũng có thể. Về phần cấp 35 trở lên, đoán chừng là quá sức, bật hách thì cũng phụ dụng. Thân hình của hắn từ từ nhỏ dần, Cuối cùng khôi phục lại bình thường Sau đó hắn cảm thấy một trận rã rồi Đây chính là di chứng của việc điên cuồng phát tiết sức mạnh Cập tình hạ gióng trống của trường đến đây khiêu khích Đám gia hỏa thiên lang tinh nhất định để trong mắt Nếu thử cơ làm loạn Đám người ban hộ trừa chắc có thể ứng phó được Ta phải nhanh chóng quay về thôi Trong lúc lầm bắc thần đang định lao xuống thiên lang tinh Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy chân không chung quanh nổi lên từng điểm kim quang lơ lửng à là hạt giống thiên tinh đằng hắn vẫy thành một cái làm không thủ lấy những điểm sáng màu vàng óng khi chúng nằm trong lòng bàn tay hắn phát hiện những hạt giống này đều có hình tròn có thể trồng bên trong nông trường vui vẻ của mình lần này lâm bắc thần ngược lại được nhắc nhở trong lòng hắn khẽ động lập tức thủ lấy các mảnh vỡ của các thực vật hiếm có như thiên tinh đằng tinh trần trí tiện liệt dương hoa Bội tinh thảo, ngay cả cảnh lá cũng thu luôn, tận khả năng thu thập càng nhiều càng tốt. Vậy sao có thể thử trồng bên trong nông trường vui vẻ hay là không? Một khi trồng được bên trong nông trường vui vẻ, hắn xem điều phát tài rồi. Đối với người tu luyện thực vật đạo mà nói, những thực vật trần quý có thể so với sinh mạng thứ hai. Cho dù một tu giả thực vật đạo cấp thấp, một khi hoàn toàn tuyển hóa và nắm giữ những thực vật này, Thực lực cũng chỉ có thể phi thăng như hỏa tiễn Làm xong hết thảy Lâm Bắc Thần đầu dưới chân trên Lao thẳng xuống thiền làng giới tình Đó là cái gì vậy? Tiểu đưa tuyệt sắc đứng trên chỗ cao Nhìn thấy chung quanh lục liễu sơn tràng Không cần đổ tung từng đám sương bùa bầu xanh Không khỏi cảm thấy kinh ngạc Quân đội về công lục liễu sườn tràng Liên tục ngã xuống trong đám sương bù Thân là người tu luyện đàn thảo đạo Nàng không phải chưa từng nhìn thấy qua Dược vật có độc tính, nhưng trung quanh trang viên rõ ràng không có phế tích bố trí dược vật. Là cây nấm. Quang tường viết chữ, ta đã trồng đầy nấm độc trung quanh trang viên. Viết xong, thân hình mập bạc, bạc của nó xông ra ngoài, không ngừng tay diễn động tác ngồi lên ngồi xuống tại những khu vực quan trọng của trang viên. Sau đó, nàng nhìn thấy từng đống cây nấm câu hòa văn màu bạc được bố trí tại khu vực phong thủ. Sau đó, họ cùng một thể với hoàn cảnh xung quanh ẩn hình biến mất. Đám giáp sĩ vọt đến, những các thủ bột khi dẫm lên cây nấm ẩn hình lập tức nổ tung, bị xương độc tràn ngập, sau đó ngạt thở ngã xuống. Cho dù một số cường giả cấp vực chủ cũng bị mê choáng, không ngừng lùi lại. Thế công cứ như vậy mà bị chặn lại. À, cái này... Thiểm đức tuyệt sắc lập tức hiểu ra, biểu hiện có chút ngốc trễ Hai mắt của tiểu đỉnh tỏa ra ánh sáng, cái này cũng không khác gì phương thức luyện đan của ta Chẳng lẽ Quang Tường Huỳnh cũng là một đỉnh lô sao Cuối cùng ta cũng đã có bạn rồi Đáng tiếc Lại là một con chuột đực Vì sao ta, ta lại suy nghĩ kỳ quá như vậy chứ Sự hài giống đực sẽ phát sinh tình yêu sao Tiểu đình đột nhiên cảm thấy Cậu bé tưởng như vô tình phát hiện Được một chủ đề vĩ đại và mới toanh